Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ quay một cái clip ngắn ngắn cho vui mấy cái máy M43. Bé bé xinh xinh có, to thô kệch cũng có. Rồi, mình sẽ bắt đầu với cái em hồng hồng xinh xinh này ha. Đây là Lumix GF8. Một con máy rất là nhỏ gọn trong lòng bàn tay ha. Màu thì da màu hồng. Màu hồng bạc rất là đẹp. Đây là cái dòng máy mà màn hình có thể lật để selfie ha. Rất thích những cái máy này. Nó rất là vừa tay. Để mình đi chơi đỡ cầm theo thì nó rất là nhẹ. Thì nói về cảm biến thì những cái dòng M43 này á, thì cái kích thước của nó lớn hơn mấy cái máy mộc in của Sony, nên chất lượng của nó cũng cao hơn. Đây, mình sẽ zoom chi tiết vô ha. Cái lens bạc rất là hợp với cái máy này. Nhỏ, gọn. Sẽ mở máy thử ha. Đây, những cái máy M43 lấy nét rất là nhanh. Và nó có cái chế độ Tết để chụp rất là hay. Mình chỉ cần giơ máy lên rồi mình chạm là nó lấy nét, nó chụp luôn rồi. Rồi, qua em kế tiếp là em Olympus Pen EBL8. Thì em này thiết kế cũng rất là đẹp luôn. Máy bạc. Da thì màu màu trắng ngà ngà. Đây, chi tiết ha. Thì những cái dòng Olympus này nó khác với mấy cái con Lumix ở cái là cái thiết kế của nó như là kim loại hay sao, nó cầm lên nó rất là nặng tay so với cái Lumix này. Cái máy này thì mấy bạn nữ đeo rất là đẹp. Chung đây là những cái máy có tình trạng rất là đẹp, mình sưu tầm ha. Đây, con máy này là made in Việt Nam này. Đây là cái lens này thì nó khác cái lens của Lumix là nó zoom zoom điện. Mình xoay trên đây nè thì nó sẽ zoom tới zoom lui. Con này thì cũng màn hình cũng lật chụp selfie được. Và cái cơ chế lật của nó khác con kia. Kia lật trên, còn nó thì lật dưới. Chung con nào cũng có cái vẻ đẹp riêng.
Rồi, tiếp theo là em Lumix G85. Em này thì to hơn cái GF8 ha. Đây, nhưng mà thiết kế nó cũng rất là đẹp. Máy bạc, da màu nâu. Đi kèm cái ống kính này. Rất là nhỏ gọn. Rồi, thì tới bây giờ tới hai cái lens đi. Thì đây là cái lens của Olympus, thì nó sẽ xài chung được cho thằng Lumix với thằng Olympus này luôn. À, lens rất là đẹp. Đây, con này là 17 mm 1.8, tức là gắn lên nó sẽ thành tiêu cự cỡ 35. Như lên này cái màu nó bị sai rồi. Cái con này á, là đặc biệt có cái dòng này nó không phải màu bạc, mà nó hơi ngã màu hồng xí. Mà đây đánh đèn này có vẻ nó lên không đúng màu lắm. À, nói chung mình thích M43 là cái là nó có rất là nhiều lens nhỏ gọn ha. Cầm cái máy, cái lens rất là đẹp, nhẹ nữa, đi chơi đó mình xách theo thì rất là khỏe. Rồi đây là một cái lens Olympus nữa, 25 1.8, con này cũng rất là đẹp luôn, màu bạc, này là đúng màu bạc nè. Để mình để gần cái này. Để mình sẽ thấy cái khác nhau ha. Một con này là đúng màu bạc nè, con này thì nó hơi ngã hồng này. Con này gắn lên thì nó sẽ thành tiêu cự 50. À, thói quen show đít. Lên à, đây là sản xuất ở đâu? Đây, con này thì đặc biệt là nó sản xuất ở Nhật ha. Rất là đã. Còn con 17 thì sản xuất ở Việt Nam. Sẵn mình thử mình coi luôn cái này sản xuất ở đâu này. Made in China. Rồi, tới cái em đen hôi này ha. Đây là cái OM1 nè, cái dòng máy RAW. Thì cái dòng RAW nó sẽ to, mà được cái là nó sẽ có bán cầm, cầm rất là chắc chắn. Con này đang gắn với 17 mm 1.2. Thì cái dòng RAW của Olympus được cái là nó chống chịu thời tiết rất là tốt. Mình có thể rửa cái bộ máy dưới vòi nước hay gì đó, thì nó vẫn chống nước ok. Chung nó có thể sử dụng trong những cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Rồi, đây là cái em bánh chưng. M1X rất là to luôn. Đây thì thích hợp cho chụp chim cò rồi các kiểu à. À, điểm chung của các con này thì đều cảm biến M43, bé bé xinh xinh đây. Rồi ok, xin cảm ơn mọi người, ai có quan tâm bé nào thì liên hệ trực tiếp mình ha.
Ok, xin cảm ơn. Chào mọi người.